Xin kính chào quý vị và các bạn. Trung Bộ nắng nóng có thu hẹp nhưng vẫn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, còn Tây Nguyên trời có xu hướng tăng mưa. Với khu vực Trung Bộ thì mưa xảy ra vài nơi về chiều mai, còn lại trời chủ đạo vẫn sẽ là nắng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phan Thiết 31 cho đến 34 độ C. Quảng Ngãi, hai ngày tới dịp cuối tuần có thời tiết đẹp. Dự báo là trời chủ đạo là nắng ráo với mức nhiệt cao nhất trong ngày 32 đến 33 độ C. Rất lý tưởng để quý vị có thể khám phá thảo nguyên Mùi Huy ở xã Ba Trang, huyện vùng cao Ba Tơ. Thảo nguyên rộng hàng chục hecta, nằm ở độ cao 700 m so với mực nước biển. Khí hậu nơi đây thì quanh năm mát mẻ. Quý vị có thể đến để đi picnic, cắm trại qua đêm, vui chơi trên thảo nguyên và đừng bỏ qua trải nghiệm săn mây hay là ngắm bình minh tuyệt đẹp tại nơi đây. Sang tuần sau, dự báo Quảng Ngãi sẽ có mưa nhiều, có lúc mưa to dồn dập, khá bất lợi cho những kế hoạch du lịch. Còn đối với Tây Nguyên thì nhờ lợi thế địa hình cao nguyên nên là nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 29 đến 32 độ C. Về chiều tối, một số thành phố sẽ có mưa như là tại Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa hay là thành phố Đà Lạt. Núi lửa Chư Đăng Gia thuộc địa phận xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Pá, Gia Lai sẽ là điểm khám phá lý tưởng của du khách. Dự báo thời điểm từ sáng cho đến chiều trong cả 7 ngày tới là lúc thích hợp để du khách có thể đến trải nghiệm vẻ đẹp ở nơi đây. Trời nắng với mức nhiệt cao nhất không vượt quá là 31 độ C. Lưu ý chiều tối nhiều ngày mưa dông sẽ xuất hiện, có lúc đi kèm với dông sét. Đêm đến sáng trời khá lạnh với mức nhiệt thấp nhất 19 cho đến 21 độ C. Đến với thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo là trời có mưa nhiều trong cả 7 ngày tới. Mưa có thể đến sớm từ trưa với lượng khá và có thể gây ngập úng những tuyến phố trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 32 đến 33 độ C. Tối và đêm không khí chuyển mát nhanh, 24 đến 25 độ C. Thủ đô Hà Nội trong tuần tới sẽ nắng nhiều từ sáng đến chiều với mức nhiệt vừa phải, 29 cho đến 32 độ C. Rất thích hợp để quý khách có thể khám phá mùa thu Hà Nội. Về chiều tối 4 ngày tới thì mưa sẽ xuất hiện, tuy nhiên là với lượng khá và dứt nhanh. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.